Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Yến Vân, có về lô phôi nhằm phục vụ cho quý cô chú anh chị mình nuôi bonsai hoặc là mình ghép nha quý cô chú anh chị. Lô này đế rất là lực nha. Em chào anh Thái ạ. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem và theo dõi kênh của anh Thái ạ. Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em trong thời gian vừa qua ạ. Thì cũng như thường lệ, để nhằm phục vụ nhu cầu sưu tầm cây của quý khách hàng, hôm nay nhà vườn em lại tiếp tục dời lại lô phôi mới với nhiều mẫu mã đa dạng ạ. Mong quý khách hàng ủng hộ nhà vườn em ạ. Quý khách hàng quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0939452709 ạ. Dạ, để không làm mất thời gian, em xin vào phôi số 1 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Bên cổ ấm đo vị trí này là 19 ạ. Dạ, sổ đế là 55 ạ. Dạ, phôi số 1 em xin giao lưu với giá là 170k ạ. Các em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ạ. Tiếp tục em lên phôi số 2 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 56 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 24 ạ. Dạ, sổ đế là 38 ạ. Dạ, phôi số 2 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên phôi số 3 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 76 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 18 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phôi số 3 em xin giao lưu với giá là 130k ạ. Dạ, có một số phôi trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị trầy ạ. Em đã xử lý keo liền xẹo hết cho mình rồi ạ. Dạ, em lên phôi số 4 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 80 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 20 ạ. Dạ, sổ đế là 48 ạ. Dạ, phôi số 4 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 5 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 76 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 25 ạ. Dạ, sổ đế là 60 ạ. Dạ, phôi số 5 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên phôi số 6 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 73 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 45 ạ. Dạ, phôi số 6 xin giao lưu với giá là 200k ạ. Cây em bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Em lên phôi số 7 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 61 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phôi số 7 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 8 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 69 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 23 ạ. Dạ, sổ đế là 47 ạ. Dạ, phôi số 8 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 9 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 24 ạ. Dạ, sổ đế là 48 ạ. Dạ, phôi số 9 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 10 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 61 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 26 ạ. Dạ, sổ đế là 45 ạ. Dạ, phôi số 10 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 11 ạ.
Dạ, tổng chiều cao của phone là 72 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 20 ạ. Dạ, sổ đế là 52 ạ. Dạ, phone số 11 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phone số 12 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 77 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 23 ạ. Dạ, sổ đế là 51 ạ. Dạ, phone số 12 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phone số 13 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 79 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phone số 13 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phone số 14 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 64 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 36 ạ. Dạ, sổ đế là 47 ạ. Dạ, phone số 14 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phone số 15 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 55 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 30 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phone số 15 em xin giao lưu với giá là 250k. Ủa, 200k, em xin lỗi. Em lên số 16 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 95 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 23 ạ. Dạ, sổ đế là 55 ạ. Dạ, phone số 16 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phone số 17 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 25 ạ. Dạ, sổ đế là 36 ạ. Dạ, phone số 17 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Tiếp tục em lên phone số 18 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 61 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 25 ạ. Dạ, sổ đế là 50 ạ. Dạ, phone số 18 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Tiếp tục em lên phone số 19 ạ. Tổng chiều cao của phone là 72 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 18 ạ. Dạ, sổ đế là 51 ạ. Dạ, phone số 19 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phone số 20 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 51 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 28 ạ. Dạ, sổ đế là 45 ạ. Dạ, phone số 20 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phone số 21 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phone là 57 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 32 ạ. Dạ, sổ đế là 46 ạ. Dạ, phone số 21 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phone số 22 ạ. Tổng chiều cao của phone là 74 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 16 ạ.
Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 22 xin giao lưu với giá là 150k. Em lên phôi số 23 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 76 ạ. Bình cỏ đó vị trí như là 24 ạ. Dạ sổ đế là 56 ạ. Dạ phôi số 23 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 24 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 16 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 24 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 25 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 94 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 23 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 25 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 26 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 87 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 24 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 26 xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 27 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 74 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 24 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 27 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 28 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 83 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 26 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ. Dạ phôi số 28 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Dạ cây trong quá trình vận chuyển thì nó có một số chỗ nó sẽ bị trầy, nhưng mà em đã xử lý keo liền sẹo cho mình hết rồi ạ. Tiếp tục em lên phôi số 29 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 74 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 31 ạ. Quanh cổ em đo vị trí là 73 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 29 em xin giao lưu với giá là 800k ạ. Tay cành đặt và đế đặt với quý anh chị. Rất là cực. Em lên phôi số 30 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 63 ạ. Mình cổ đó vị trí như là 28 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 30 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 31 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 75 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 31 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 31 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 32 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 79 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 30 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 32 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phôi số 33 ạ.
Tổng chiều cao của form là 75 ạ. Vành cổ ông đo vị trí là 29 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Ủa dạ 40 ạ. Form số 33 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên form số 34 ạ. Form rất là quái à, tay cầm giót. Tổng chiều cao của form là 83 ạ. Vành cổ ông đo vị trí là 24 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ. Dạ form số 34 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Em lên form số 35 ạ. Tổng chiều cao của form là 66 ạ. Vành cổ ông đo vị trí là 28 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 35 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 36 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 87 ạ. Vành cổ đó vị trí là 29 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 36 xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 37 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 69 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 25 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 37 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 38 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 69 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 29 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ. Dạ phôi số 38 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Em lên phôi số 39 ạ. Tổng chiều cao của form là 57 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 30 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ form số 39 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên form số 40 ạ. Tổng chiều cao của form là 67 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 26 ạ. Dạ sổ đế là 37 ạ. Dạ form số 40 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên form số 41 ạ. Tổng chiều cao của form là 88 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 24 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 41 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Đế cái cờ quái à, giống như con thú ấy của anh chị. Em lên phôi số 42 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 96 ạ. Bên cổ em đo vị trí là 33 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 42 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 43 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 84 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 23 ạ. Dạ sổ đế là 52 ạ. Dạ phôi số 43 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 44 ạ.
tổng chiều cao của phôi là 92 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 20 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 44 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 45 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 84 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 18 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 45 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 46 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 73 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 21 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 46 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 47 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 88 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 25 ạ. Dạ sổ đế là 54 ạ. Dạ phôi số 47 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 48 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 83 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 26 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 48 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 49 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m16 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 23 ạ. Dạ sổ đế là 50 ạ. Dạ phôi số 49 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 50 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo khoảng 1m2 đổ lại ạ. Quanh cổng đó vị trí là 28 ạ. Dạ sổ đế là 56 ạ. Dạ phôi số 50 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 51 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó khoảng 1m2 đổ lại ạ. Quanh cổng đó vị trí là 26 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 51 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 52 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m08 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 33 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 52 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 53 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 92 ạ. Quanh cổng đó vị trí là 26 ạ. Dạ sổ đế là 54 ạ. Dạ phôi số 53 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 54 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m04 ạ. Quanh cổng đó vị trí này là 24 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 54 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phôi số 55 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo khoảng 1m2 đổ lại ạ. Quanh cổng đó vị trí này là 25 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ.
Dạ phôi số 55 là em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Dạ phôi số 55 cũng là phôi cuối của clip ngày hôm nay ạ. Nhà vườn em thì có rất là nhiều mẫu mã, quý cô chú anh chị cần sưu tầm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0939452709 ạ. Dạ nhà vườn em sẽ đăng clip vào ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần vào lúc 14 giờ ạ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ha. Hẹn gặp lại vào nhà clip tiếp theo của nhà vườn Yến Vân nha.